Xin chào các bạn, là cô Béo đây. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn thêm một món xào hấp dẫn, cách thực hiện lại đơn giản mà lại rất thơm ngon và bổ dưỡng, đó chính là món nấm đùi gà xào với thịt bò. Về phần nguyên liệu thì để xào cho 3 người ăn thì hôm nay mình đã chuẩn bị ở đây là gồm có 400g nấm đùi gà, 250g thịt bò. Thì cái phần thịt bò này mình sẽ sử dụng là phần diềm than giòn, thì nó sẽ có cái độ mềm, thì khi xào nó sẽ không bị khô và dai. Thêm một vài tép tỏi, một đốt gừng nhỏ. Về rau gia vị thì mình sẽ sử dụng là hành lá, rau mùng tàu và sẽ thêm một quả ớt sừng để tạo cái vị cay the cho món xào. Nếu các bạn thích ăn cay thì các bạn sử dụng ớt nhé. Và cùng với các gia vị nêm nếm thông thường ạ. Rồi ạ, đầu tiên thì mình sẽ ướp thịt bò với một chút gia vị cho thịt bò nó có cái độ đậm thơm trước khi xào. Thì với 250g thịt bò ở đây thì mình sẽ ướp cùng với một thìa cà phê bột nêm, một thìa cà phê đường. Mình sẽ ướp vào đây là nửa thìa canh dầu hào và cho một thìa canh dầu ăn vào đây để giúp cho thịt bò nó có cái độ mềm mọng khi xào không bị khô. Và mình sẽ trộn đều để cho thịt bò thấm gia vị trong khoảng 10 đến 15 phút ạ. Rồi ạ, mình sẽ để thịt bò ở đây và mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu khác để mình sơ chế cái nấm đùi gà nhé. Đối với nấm đùi gà thì mình sẽ tẽ nhỏ ra. Và mình sẽ cắt bỏ bớt cái phần chân nấm cũ đi ạ. Sau khi cắt chân nấm thì mình sẽ chuẩn bị một tô nước này và mình sẽ hòa thêm với một chút muối hạt để mình ngâm rửa nấm cho nó sạch và khử bớt cái mùi gây ngái của nấm đi. Nếu mà có nước vo gạo thì các bạn tận dụng dùng để ngâm nấm nhé. Nó sẽ khử cái mùi gây ngái của nấm và làm sạch nấm rất hiệu quả đấy ạ. Mình sẽ cho nấm vào đây để ngâm trong khoảng 3 đến 4 phút. Mình sẽ dùng tay miết nhẹ để rửa nấm. Nấm này sau khi ngâm xong thì các bạn mang đi để rửa sạch lại với nước và mình sẽ để ráo. Bây giờ thì mình sẽ thái nấm thành miếng vừa ăn nhé. Mình sẽ thái thành từng cái miếng mà nó có cái độ dày khoảng tầm 0,5cm là vừa. Nếu mà các bạn thích ăn nấm đùi gà nó có cái độ dai dai một chút thì ngoài thái miếng như thế này thì các bạn cũng có thể là xé sợi. Thì cái việc xé sợi này nó sẽ giúp cho nấm đùi gà nó có cái độ dai. Tùy theo sở thích mà các bạn có thể sơ chế nấm đùi gà nhé. Tiếp đến thì mình sẽ sơ chế những nguyên liệu còn lại như là tỏi và gừng thì mình sẽ băm nhỏ. Còn hành lá và mùi tàu thì mình sẽ thái nhỏ những cái đoạn dài khoảng tầm 1cm. Nếu thích ăn cay thì các bạn có thể sắc thêm một vài lát ớt nhé. Nhưng ở đây thì mình sẽ sử dụng là ớt sừng thì nó chỉ có cái vị cay thêm một chút thôi. Và ngoài ra cái ớt sừng này thì nó sẽ giúp cho cái món xào của chúng ta trở nên đẹp mắt hơn đấy ạ. Và như vậy là các nguyên liệu cho món ăn ngày hôm nay thì mình đã sơ chế xong rồi đấy ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi xào thịt bò trước nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho một thìa canh dầu ăn vào chảo này. Làm nóng dầu thì mình sẽ phi thơm gừng và nửa số tỏi băm. Mình sẽ phi thơm gừng và tỏi vào, sau đó thì sẽ cho thịt bò vào xào ở lửa lớn. Mình sẽ xào nhanh thịt bò đến khi mà thấy thịt bò nó hết cái màu đỏ, chuyển sang cái màu hồng nhạt và chín tái thì mình sẽ tắt bếp ạ. Và mình sẽ cho thịt bò ra một bát riêng. Cái phần thịt bò này thì lát nữa mình sẽ cho vào sau khi mà món ăn đã gần hoàn thành để cho thịt bò xào nó được mềm và không bị khô ạ. Tiếp đến thì mình sẽ cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn vào chảo và sẽ phi thơm nốt cái số tỏi băm còn lại. Và sẽ cho nấm đùi gà vào chảo và xào ở lửa lớn. Khi mà mới cho nấm đùi gà vào xào thì cái nấm đùi gà nó sẽ hơi khô. Thì các bạn có thể mùi thêm một chút xíu nước lã vào. Tuy nhiên thì khi mà xào ấy thì cái nấm đùi gà này nó sẽ ra nhiều nước
cho nên là các bạn cần điều chỉnh lượng nước cho thêm vào khi xào nhé, để tránh cho cái món xào của chúng ta nó ra quá nhiều nước và cái nấm đùi gà nó không còn có cái độ giòn ạ. Mình sẽ xào khoảng hơn 2 phút. Khi mà nấm đùi gà nó bắt đầu chín tới thì lúc này mình sẽ nêm một ít bột nêm này, dầu hào, bột ngọt để cho nấm đùi gà nó được đậm vị hơn. Thì về cái liều lượng gia vị thì các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Sau khi nêm gia vị thì mình sẽ cho thịt bò vào, mình đảo đều rồi nêm thêm một ít nước mắm cho món xào nó được vừa vị và nó sẽ dậy được cái mùi thơm hơn. Cuối cùng thì mình sẽ cho hành lá, mùi tàu và ớt sừng vào, xào nhanh thêm khoảng 6 đến 8 giây thì mình sẽ tắt bếp và cho món xào ra đĩa. Có thể rắc thêm một chút tiêu xay cho món xào nó có cái độ mùi thơm ạ. Nấm đùi gà xào thịt bò thì nên ăn vào lúc nóng thì thịt bò ngon, đậm đà và mềm ẩm, không hề bị khô hay dai. Trong khi đó thì nấm đùi gà nó mịn mượt, thơm và có chút dai dai, ăn rất đưa miệng. Ngoài xào cùng với thịt bò thì các bạn cũng có thể xào cùng với thịt gà này, hay là làm nấm đùi gà xào thịt lợn cũng là một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn, hay đơn giản nhất là làm nấm đùi gà xào sả ớt hoặc là xào chay cũng rất ngon và hao cơm đấy ạ. Đã chia sẻ xong với các bạn cách làm món nấm đùi gà xào cùng với thịt bò. Nếu như thích cách làm này thì các bạn hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo. Ngoài video thì các bạn cũng có thể ghé qua trang blog cookbeo.com để tham khảo cách làm nhiều món ăn hấp dẫn khác nữa. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.